Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà cách nấu món thịt quay kho cải chua nha. Hôm nay thì em sẽ dùng cái tàu hủ mình làm cái thịt quay chay nha cả nhà. Thì khi mình dùng cái tàu hủ mình kho ra như thế này nè thì nó sẽ dai ngon hơn so với là cái thịt ba rọi chay á. Và làm cái món ăn này như thế nào thì bây giờ mời cả nhà mình theo chân em vào bếp ha. Nguyên liệu đầu tiên ở đây em có là một ít tàu hủ ki lá tươi. Mình chọn mua những cái lá tàu hủ ki tươi mới nè, sau đó mình về mình rửa lại rồi mình để cho nó ráo nước. Thì khi mình mua thì người ta gấp sẵn từng miếng như thế này nè cả nhà. Đó. Thì tùy vào sở thích của gia đình, nếu mà cả nhà thích dày thì mình gấp nhiều miếng lại, còn thích mỏng thì mình gấp ít miếng thôi. Đó. Rồi bây giờ thì em sẽ xếp lại cho nó gọn gàng và nó chắc chắn cái miếng tàu hủ lại. Sau đó thì em sẽ gói nó vào một cái giấy nến. Và khi mình gói cả nhà thì mình cố gắng làm thế nào cho nó thật là chặt, để khi mình làm ra cái miếng thịt quay chay thì nó sẽ được chắc dai ngon hơn nha. Nếu như mình bỏ qua bước này, mình mua tàu hủ về rồi mình đem mình chiên rồi mình kho liền thì nó sẽ không có cái độ dai nha cả nhà. Em sẽ quấn cái giấy nến thật là chặt lại nè, rồi để cho nó chắc chắn và nó tạo cái độ kết dính tốt hơn thì em sẽ cho nó lên một cái màng bọc thực phẩm đó cả nhà. Rồi mình cũng sẽ quấn cái màng bọc thực phẩm thật là chặt lại qua nhiều vòng thì cái thành phẩm rất là chắc và dai. Sau khi mà làm xong hết rồi á thì em cho nó vào một cái nồi hấp. Đó, em chuẩn bị sẵn nước sôi rồi nè, mình cho vào đây. Đó, mình sẽ hấp cái phần tàu hủ này trong vòng 25 phút nha. Thì khi mà hấp đủ thời gian rồi thì em sẽ bắt đầu lấy nó ra, rồi mình sẽ để cho cái phần tàu hủ này nó thật là nguội thì mình mới đem chế biến được nha. Hoặc là cả nhà có thể là lấy ra cho nguội rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm, rồi ngày hôm sau thì mình chế biến thì nó sẽ dai ngon hơn nữa. Và đây là cái phần tàu hủ mà em để trong tủ lạnh được 2 ngày rồi cả nhà. Đó, bây giờ thì em sẽ bắt đầu lấy nó ra cho cả nhà xem. Và hai cái miếng này em cân lại được là 250g nha cả nhà. Đây cả nhà xem nè, cái miếng tàu hủ kia của mình đó, nó rất là chắc chắn luôn. Rồi, bây giờ thì em sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Em sẽ hòa tan với một muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc để tạo màu. Cả nhà có cái màu nào thì mình sẽ sử dụng cái màu đó đều được nha. Em sẽ cho cái màu ớt bột Hàn Quốc á, mình sẽ thoa đều hai cái miếng tàu hủ nè để cho nó thấm đều màu. Đó. Thì sau khi mà thoa xong, có thời gian cả nhà cứ để cho nó ngấm màu, hoặc là không có thời gian giống như em thì em đem chiên liền luôn. Mình sẽ chiên cái phần tàu hủ này cho nó vàng lên nha cả nhà. Đây ạ. Đó, sau khi chiên mà cả nhà thấy hai cái mặt của nó vàng và cứng khô lại như thế này là được rồi. Em sẽ bắt đầu lấy nó ra. Sau khi mà để nguội bớt rồi thì em sẽ bắt đầu cắt ra thành từng miếng vừa ăn như thế này ha. Bây giờ thì em sẽ cho nó hết vào một cái tô. Ở đây em có là hai tép tỏi với lại một củ hành tím em băm nhỏ rồi. Bây giờ em sẽ cho vào đây một ít đó, để mình ướp cái phần làm cái phần thịt quay chay nha cả nhà. Tiếp theo em có ở trong chén là nửa muỗng canh đường, một muỗng canh hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê tiêu xay và 1/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Đó, em sẽ cho
một ít cái gia vị vào đây để mình ướp cái phần thịt quay chay nha cả nhà. Cái phần bột ngũ vị hương này em sẽ cho hết vào đây luôn. Đó, cho thêm tí xíu tiêu nữa. Bây giờ thì mình sẽ xóc đảo cái gia vị để cho nó thấm đều với cái tàu hủ ki ha. Và mình sẽ để ở đây mình ướp tầm khoảng 5-10 phút là được rồi. Trong thời gian chờ đợi cái tàu hủ ki mình ướp gia vị thì ở đây em có chuẩn bị là 400g cải chua. Đó, em sẽ cắt thành từng miếng vừa ăn. Cả nhà nên chọn cái loại cải chua mà nó không có chua quá. Cải mà chua quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn ha, nó sẽ không có được ngon. Và khi mình mua về thì mình cũng cắt rửa sạch, sau đó mình vắt cho nó ráo nước như thế này nha. Ở đây em có một trái ớt sừng không cay, em sẽ cắt thành từng lát như thế này. Cả nhà nếu ăn cay thì mình có thể cho thêm ớt cay vào đây. Em có hai cọng hành lá, phần đầu hành thì em sẽ cắt thành từng khúc. Phần lá hành thì em sẽ cắt nhỏ để nêm cho nó thơm. Sau khi mà cái tàu hủ ki mình ướp đủ thời gian rồi thì em sẽ bắt chảo lên, cho vào đây một muỗng canh dầu ăn, cái dầu mà mình vừa chiên tàu hủ ki xong đó cả nhà. Sau khi dầu nóng thì em sẽ cho hết cái phần tỏi và hành tím mình mới vừa băm á, cho hết vào đây. Sau khi mà hành tỏi nó đã vàng thơm á thì em sẽ cho cái phần cải chua nè, nó cho hết vào đây. Rồi mình sẽ xào cải chua cho nó thơm nha cả nhà. Mình sẽ xào cải chua trong vòng 1 phút ha. Sau 1 phút thì em sẽ cho vào đây là 250ml nước dừa tươi, loại dừa già nấu nước ngọt, dừa cứng cải đó cả nhà. Rồi tiếp theo em sẽ cho hết cái phần gia vị còn lại, gồm có hạt nêm, đường với lại tiêu nè. Cho thêm vào đây 2 muỗng canh nước tương. Tiếp theo là 1 muỗng canh dầu hào chay. Em cho tiếp vào đây là 2 muỗng canh tương ớt. Mình cho tương ớt 2 muỗng canh thì nó sẽ có cái vị cay nhẹ nha cả nhà. Nếu mà mình không thích cay á thì mình có thể là giảm cái lượng tương ớt này lại ha. Bây giờ thì em sẽ đảo lên cho cái gia vị nó tan, rồi mình sẽ nấu cái nồi này cho nó sôi lên nha. Sau khi mà cả nhà thấy cái nồi nó bắt đầu sôi lên rồi á thì mình sẽ cho hết cái phần tàu hủ ki vào đây nè. Mình sẽ vét hết cái gia vị với hành tỏi mình ướp ban đầu cả nhà, vét hết vào đây luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ kho cái nồi này trong vòng 10 đến 15 phút. Thỉnh thoảng cả nhà nhớ chở đều cái tàu hủ ki để cho nó thấm đều gia vị nha cả nhà. Thì tùy vào sở thích của gia đình, nếu mà cả nhà thích ăn cái phần nước ít hay nước nhiều mà mình có thể tắt bếp sớm hay là muộn hơn. Thì trước khi mà tắt bếp cả nhà có thể nêm nếm rồi cân chỉnh lại theo khẩu vị gia đình nha. Rồi em sẽ rắc hết cái phần hành lá với ớt lên trên mặt nè. Đó, như vậy là xong cái món thịt heo quay kho cải chua chay rồi đó cả nhà. Và một cái lưu ý nhỏ, món này không thể nào thiếu cái ngũ vị hương nha cả nhà. Nếu mà không có ngũ vị hương thì sẽ không ra được cái vị thịt quay kho chay ha. Bây giờ thì mình có thể là bới một chén cơm ăn với cái chảo kho nóng hổi hấp dẫn như thế này rồi nè. Món này sau khi hoàn thành rồi vị rất là vừa ăn luôn. Cả nhà có thể kết hợp với cơm trắng với một ít dưa leo hoặc là với một ít rau sống đều rất là ngon. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu theo thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.